Xin chào các bạn. Thì như các bạn đã biết thì trong những ngày gần đây thì đồng bào miền Trung mình thì phải hứng chịu những hậu quả nặng nề do thiên tai. Bạn trong giới nghệ sĩ đã tham gia và ủng hộ đồng bào mình vượt qua khó khăn. Thì đi đầu là như các bạn cũng đã biết thì đó là ca sĩ Thủy Tiên. Thì mình cũng vừa nhận được tin là trong số đó thì MC Quyền Linh thì cũng đã bỏ rất nhiều công sức để ủng hộ cho đồng bào miền Trung của mình bị lũ lụt do thiên tai được rồi nha. Thì mình sẽ luân phiên giới thiệu đến các bạn một số clip về Thủy Tiên và Quyền Linh san kẻ nhau để mong rằng sẽ phục vụ được các bạn hiểu được cái cảnh vất vả của đồng bào miền Trung mình nha, và sự vất vả của các nghệ sĩ đã vì sự nghiệp đi tình nguyện để mà hỗ trợ cho đồng bào miền Trung mình. Thì mình hy vọng là các bạn sẽ đăng ký kênh cho mình và chia sẻ thật nhiều để ủng hộ tinh thần cho các ca sĩ đã bỏ công sức làm thiện nguyện.